Chào mừng các bạn quay trở lại với mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 14 tháng 9. Và các bạn thân mến, thì ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. Galaxy A52s 5G ra mắt tại Việt Nam. Xiaomi ấn định ngày ra mắt smartphone mới. Galaxy S22 Plus lộ điểm hiệu năng và thông số phần cứng quan trọng trên Geekbench. Đánh giá chi tiết Xiaomi Mi Mix 4. Cách kết nối camera điện thoại với máy tính để làm webcam học online. Top 5 smartphone Xiaomi dưới 5 triệu có sạc nhanh, pin 5000mAh trở lên. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Không lâu sau khi được công bố tại thị trường quốc tế, vào ngày 14 tháng 9, Samsung đã chính thức ra mắt Galaxy A52s 5G tại Việt Nam. Được biết thì đây là thiết bị tầm trung kế tiếp của Galaxy A52 5G với nâng cấp về cấu hình và thêm màu sắc mới. Về mặt thiết kế thì Galaxy A52s 5G cơ bản là giống với Galaxy A52 5G tiêu chuẩn. Điểm khác biệt là sản phẩm có màu xanh hoàn toàn mới. Máy được trang bị Snapdragon 778G 5G 6nm thay vì là Snapdragon 750G, và con chip này thì sẽ giúp tăng hiệu suất đáng kể so với mẫu tiêu chuẩn và các đối thủ tầm trung khác. Chiếc điện thoại Galaxy A52s 5G có màn hình Infinity-O Full HD+, sử dụng tấm nền Super AMOLED 6.5 inch với tốc độ làm mới 120Hz. Người dùng sẽ có 8GB RAM cùng với 128GB hoặc là 256GB ROM. Galaxy A52s 5G vẫn giữ nguyên dung lượng pin là 4500mAh, máy thì có kèm sạc nhanh 25W. Thiết bị này thì cũng sở hữu cụm camera tương tự như là người tiền nhiệm, bao gồm cảm biến chính 64MP với chống rung khoa học OIS, một cảm biến siêu rộng 12MP và hai camera khác là macro và đo độ sâu có cùng độ phân giải 5MP. Chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Gần đây, giới thạo tin cho biết chiếc điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G NE có thể sẽ ra mắt toàn cầu cùng với dòng Xiaomi 11T và Mi Pad 5 vào ngày 15 tháng 9. Và mới đây thì Xiaomi đã chính thức xác nhận thông tin công bố smartphone mới. Cụ thể, Xiaomi vừa tung video teaser tiết lộ rằng một phiên bản Lite mới sắp ra mắt vào ngày 15 tháng 9. Và nhiều khả năng thì đây chính là chiếc Xiaomi 11 Lite 5G NE đã bị rò rỉ thông tin vào những ngày qua. Và sự kiện này thì sẽ được phát trực tiếp trên các kênh mạng xã hội khác nhau của hãng. Nối tiếp bản tin của chúng ta ngày hôm nay, Samsung đã tuyên bố rằng vi xử lý tích hợp GPU AMD của hãng sẽ ra mắt với dòng Galaxy S22 Series. Hiện nay thì điểm hiệu năng của con chip này đã được chia sẻ, tiết lộ hiệu suất và tốc độ xung nhịp của Exynos 2200. Chiếc điện thoại Galaxy S22 Plus đã xuất hiện trong báo cáo từ Geekbench với vi xử lý S5E9925, tức là con chip Exynos 2200 và 8GB RAM. Chiếc smartphone này đã đạt được 1073 điểm trong thử nghiệm CPU đơn nhân và 3389 điểm trong bài kiểm tra CPU đa nhân. Kết quả bài test được cho là khi máy đang ở trong chế độ tiết kiệm pin. Con chip Exynos 2200 dự kiến là sẽ có bộ xử lý 8 nhân, gồm một lõi cao cấp có tốc độ 2.59GHz, 3 lõi hiệu suất cao 2.5GHz và 4 lõi sau cùng có tốc độ trên 1.73GHz. Con chip này thì cũng được cho là sẽ đi kèm với CPU Cortex X2, Cortex A710 và Cortex A510 dựa trên kiến trúc ARMv9 của AMD. Tuy nhiên thì báo cáo này lại cho thấy là con chip Exynos 2200 dựa trên kiến trúc ARMv8 của nhà AMD. Ngoài ra thì con chip cây nhà lá vườn của Samsung cũng được trang bị GPU Mobile Radeon dựa trên kiến trúc RDNA2 và tích hợp sẵn modem 5G. Vào ngày 10 tháng 8, Xiaomi đã ra mắt chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 4, chiếc điện thoại được trang bị camera ẩn dưới màn hình đầu tiên của các sản phẩm nhà Xiaomi. Ngoài ra, thì Xiaomi Mi Mix 4 cấu hình được nâng cấp mạnh mẽ với con chip Snapdragon 888 Plus cùng với dung lượng RAM lên đến 12GB. Vậy thì ngoài việc sở hữu những ưu điểm nêu trên, chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 4 này còn sở hữu những điểm gì khác nữa? Mời các bạn cùng theo dõi trong phần đánh giá chiếc điện thoại này nhé! Như đã nói thì ở thời điểm hiện tại, chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 4 là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị con chip Snapdragon 888 Plus cực kỳ mạnh mẽ. So với phiên bản Snapdragon 888 trước đó thì con chip Snapdragon 888 Plus cũng có tiến trình 5nm giống với thế hệ tiền nhiệm. Thế nhưng sự nâng cấp ở đây đó chính là CPU Cryo 680 Cortex X2 được nâng xung nhịp từ 2.84 lên 3GHz. Bên cạnh đó thì bộ vi xử lý mới nhất của nhà Qualcomm cũng được trang bị công nghệ AI Engine thế hệ thứ 6 cực kỳ xịn sò. Theo Qualcomm thì công nghệ AI thế hệ mới này cho phép tốc độ xử lý phép tính của chip nhanh hơn 20%. Trong khi đó thì Snapdragon 888 chỉ có tốc độ tính toán là 26 TOPS, tức là 26.000 tỷ phép tính trên 1 giây. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có những trang bị tương tự như là trên con chip Snapdragon 888 như là hỗ trợ mạng 5G và nhiều công nghệ khác. Tuy nhiên thì con chip Snapdragon 888 Plus lại có mức tiêu thụ điện năng tương đối cao và điều này thì lại ảnh hưởng rất lớn đến chiếc điện thoại. Và chính vì thế mà Xiaomi đã trang bị cho Mi Mix 4 chế độ cân bằng hiệu suất để khắc phục những nhược điểm này. Và trong bài chấm điểm hiệu năng của Xiaomi Mi Mix 4 bằng phần mềm AnTuTu Benchmark thì chiếc điện thoại này đã đạt 830.506 điểm. Trong đó điểm CPU và GPU của máy cao hơn hẳn so với những chiếc điện thoại được trang bị con chip Snapdragon 888. Về phần camera thì Xiaomi Mi Mix 4 sở hữu cụm camera khá là tương đồng so với một số mẫu smartphone flagship hiện nay. Khi mà so với chiếc Xiaomi 11 Ultra thì hệ thống camera sau của Mi Mix 4 nhỉnh hơn một chút về phần thông số bởi vì Mi Mix 4 đã được Xiaomi trang bị thêm ống kính tele. Cụ thể thì máy được trang bị 3 camera với camera chính có độ phân giải 108 megapixel, hỗ trợ công nghệ chống rung quang học OIS, camera góc rộng có độ phân giải 13 megapixel và camera tele có độ phân giải 8 megapixel. Tiếp theo là về thời lượng pin của chiếc điện thoại này. Xiaomi Mi Mix 4 được trang bị viên pin có dung lượng là 4.500 mAh. Đây là một con số không quá ấn tượng, thế nhưng cũng không thua kém quá nhiều so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Ngoài ra thì do chiếc máy này sử dụng con chip Snapdragon 888 Plus có xung nhịp cao, thế nên điều này ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian sử dụng pin của Xiaomi Mi Mix 4. Và để kiểm tra mức tiêu thụ điện năng của con chip này, thì chiếc điện thoại đã phải trải qua một bài test cực kỳ nặng của phần mềm AnTuTu. Và điều kiện của bài test đó là không được lắp SIM vào chiếc điện thoại, phải bật kết nối Wi-Fi, bật định vị GPS, thiết bị này phải được sạc đầy pin, độ sáng màn hình đạt mức tối đa và tắt tất cả các dịch vụ hoặc là ứng dụng chạy nền. Và sau khi trải qua bài test cực kỳ nặng này thì viên pin của Xiaomi Mi Mix 4 cho thời gian sử dụng liên tục là 180 phút, tương đương với một số mẫu smartphone sử dụng chip Snapdragon 870 cùng dung lượng pin. Tuy nhiên nếu như chiếc điện thoại được kích hoạt chế độ cân bằng hiệu suất thì em nó sẽ kiểm soát được mức tiêu thụ điện năng cũng như là nhiệt lượng tỏa ra khá là tốt. Thiết bị này còn có thể cho chúng ta thời gian sử dụng lâu hơn so với một số mẫu smartphone sử dụng chip Snapdragon 888. Mặc dù là sở hữu dung lượng pin không quá ấn tượng, thế nhưng Xiaomi đã trang bị cho chiếc điện thoại này công nghệ sạc nhanh với công suất lên đến 120W. Bên cạnh đó thì chiếc máy còn được hỗ trợ sạc nhanh không dây với công suất mặc định là 50W. Và chúng ta sẽ phải chỉ mất khoảng 21 phút để có thể sạc đầy pin của chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 4. Và sau khi mà kích hoạt thêm chế độ sạc nhanh 120W thì chúng ta chỉ mất khoảng 15 phút để có thể sạc đầy viên pin. Và các bạn thân mến, thì tính tới thời điểm hiện tại, chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 4 có thể được xem là một trong những mẫu flagship đỉnh nhất của nhà Xiaomi. Không chỉ sở hữu hiệu năng khủng, chiếc máy này còn có thời lượng sử dụng pin tương đối là ổn và hỗ trợ sạc nhanh với công suất cao nữa. Ngoài ra thì hệ thống camera sau của Mi Mix 4 cũng mang đến chất lượng ảnh chụp cực kỳ là tốt. Và đó là phần đánh giá chi tiết chiếc điện thoại đến từ nhà Xiaomi, Xiaomi Mi Mix 4. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng chuyển sang một thông tin tiếp theo nằm trong mục mẹo hay nhé. Nếu như webcam trên máy tính của bạn không thể sử dụng được hoặc là không có, thì các bạn có thể sử dụng camera trên điện thoại để thay thế chiếc webcam của máy tính. Và cách này rất là hiệu quả cho những ai mà đang học online tại nhà hoặc là họp online. Và trong thông tin ngày hôm nay, 24 giờ công nghệ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối camera điện thoại với máy tính để làm webcam học online nhé. Và để có thể kết nối được camera điện thoại với máy tính để làm webcam thì các bạn phải tải ứng dụng Tricam về điện thoại của mình. Và ứng dụng này thì đều đã được hỗ trợ cho cả những chiếc điện thoại Android và cả iOS. Và để được hướng dẫn một cách cụ thể và chi tiết nhất cách kết nối camera điện thoại với máy tính để làm webcam thì các bạn hãy nhớ bấm vào phần link bên dưới nhé. Và cuối cùng thì để khép lại bản tin của chúng ta ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với top 5 những chiếc smartphone Xiaomi có giá dưới 5 triệu đồng, sở hữu sạc nhanh, viên pin từ 5000 mAh trở lên. Những chiếc điện thoại của nhà Xiaomi thì được đánh giá là những chiếc smartphone ngon, bổ rẻ, đáp ứng được tốt các nhu cầu từ cơ bản cho đến các tác vụ nặng như là chơi game. Và chiếc điện thoại đầu tiên để mở đầu cho danh sách top 5 điện thoại Xiaomi dưới 5 triệu có sạc nhanh đáng mua nhất sẽ là chiếc điện thoại Redmi 9T. Đây là một trong số ít những chiếc điện thoại trong phân khúc giá vừa được trang bị viên pin lớn 6000 mAh, lại còn được hỗ trợ thêm công nghệ sạc nhanh 18W nữa. Với những thông số trên thì thiết bị này có thể hoạt động với các tác vụ thông thường trong thời gian khoảng 10 giờ hay là xem video trực tuyến liên tục trong vòng lên đến 17 giờ. Tiếp nối danh sách ngày hôm nay sẽ là chiếc điện thoại Redmi Note 9. Redmi Note 9 sở hữu màn hình nốt ruồi rộng 6.53 inch, sử dụng tấm nền IPS Full HD+, đem lại trải nghiệm thị giác khi mà chiến game, xem phim vân vân. Bên trong máy là con chip chuyên game Helio G85 với 8x2.0 GHz giúp máy có hiệu năng ở mức khá, có thể chơi tốt được các tựa game phổ biến hiện nay như là PUBG hay là Free Fire. Thời lượng sử dụng thoải mái của viên pin này là 5020 mAh cùng với công nghệ sạc nhanh công suất 18W. Tiếp theo sẽ là một chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 10. Đầu tiên có thể nói đến đó chính là màn hình AMOLED kích thước 6.43 inch, độ phân giải Full HD+, mật độ điểm ảnh cao 409 ppi, đem đến khả năng hiển thị sắc nét, độ tương phản cao cho chiếc điện thoại Redmi Note 10 này. Chiếc điện thoại này có thể phục vụ tốt những người sử dụng điện thoại liên tục với viên pin 5000 mAh và củ sạc công suất 33W, có khả năng sạc đầy viên pin trong thời gian chưa đầy 1,5 giờ. Sau Redmi Note 10 sẽ là chiếc điện thoại Redmi 10 vừa mới ra mắt đây. Ẩn bên trong cụm camera hầm hố của Redmi 10 bao gồm 4 camera AI, phục vụ tốt nhu cầu nhiếp ảnh. Sản phẩm Xiaomi lần này là chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị con chip mới MediaTek Helio G88 8x, hứa hẹn là sẽ mang đến khả năng tối ưu, hiệu năng tốt hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Chiếc điện thoại Redmi 10 thì sở hữu viên pin có dung lượng 5000 mAh, cho phép bạn trải nghiệm thiết bị liên tục trong một thời gian dài. Và thú vị hơn nữa đó là Xiaomi cũng khá là hào phóng khi mà tặng kèm chiếc Redmi 10 một củ sạc công suất 22.5W. Và chốt lại danh sách ngày hôm nay sẽ là chiếc điện thoại Redmi Note 9S. Chiếc điện thoại này được trang bị con chip Snapdragon 720G với 8 lõi xử lý của Qualcomm cùng với RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB, và các bạn cũng có thể mở rộng không gian lưu trữ với thẻ microSD hỗ trợ tối đa là 256GB. Chiếc điện thoại này sẽ có khả năng chơi mượt được các tựa game ở hạng nặng ở mức đồ họa trung bình, và con chip Snapdragon 720G sẽ cho bạn một hiệu năng bền bỉ, ổn định về lâu về dài. Hơn nữa thì bên trong máy cũng sẽ là viên pin 5000 mAh cho trải nghiệm thực tế, đáp ứng được 11 giờ chơi PUBG Mobile và được tích hợp sạc nhanh 18W. Và các bạn thân mến, thì trên đây là top 5 những chiếc smartphone Xiaomi có giá dưới 5 triệu đồng, sở hữu sạc nhanh tại thế giới di động mà 24h Công nghệ muốn giới thiệu đến với các bạn. Và các bạn ấn tượng với chiếc điện thoại nào nhất thì hãy để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận nhé. Và thông tin này thì cũng đã khép lại mục điểm tin 24h Công nghệ ngày 14 tháng 9 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.